em xin chào tất cả anh em đam mê Zippo đã ghé thăm và ủng hộ kênh bật lửa Zippo gò vách dưới đa của em nha. Và hôm nay lại là một clip khui hàng trực tiếp từ Zippo được vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam nha anh em. Và những chiếc như thế này, và anh em yên tâm, tất cả mặt hàng của em giao dịch đến anh em đều là hàng Zippo riêng chuẩn Mỹ. Và thì anh em cứ xem trong clip khui hàng. Những mẫu nào mà anh em thích thì cứ liên hệ cho em qua số Zalo em có ghim sẵn ở góc trên màn hình, thì sự phản hồi của em sẽ đến với anh em là nhanh nhất nha. Và trong clip khi em khui hàng thì anh em thông cảm giúp em, em không báo giá trực tiếp được tại vì hàng về em phải kiểm tra đơn hàng và tình trạng của con Zippo, tại vì hàng về nó về lộn xộn chứ nó không về theo ngày. Có lúc mà bên đó thì bên seller thì có seller ship sớm, thì mình khi về Việt Nam thì lại nhận trễ và ngược lại. Anh em thông cảm giúp em nha. Tại vì cũng có nhiều anh thắc mắc là tại sao mà khui hàng không báo giá luôn cho nhanh. Và em cũng muốn như vậy, nhưng mà nếu mà em báo giá ra mà em kiểm tra tình trạng chiếc Zippo lại, chiếc Zippo mà nó không đúng với cái giá đó thì anh em, một là anh em chịu lỗ, hai là bên em cũng phải chịu. Và nó có trường hợp như vậy thì hơi khó. Và clip hôm nay thì em về được 5 đơn hàng như thế này. Và 5 đơn hàng lẻ tẻ. Và cái đường gạch này là cái đường gạch của bên hàng vận chuyển nha anh em. Người ta gạch hải quan á, người ta gạch để người ta kiểm tra bên trong có đúng như là mô tả của thông tin hay không, hoặc là có chứa hàng cấm hay không. Tại vì trong này thì hàng về ngẫu nhiên em khui, em cũng không biết chủ đề trước của nó là về con nào, nên anh em thông cảm giúp em. Tại vì hàng bên em là hàng sao thì em nói vậy. Tại vì em bán là bán lâu dài. Thank you for your order. Cảm ơn bạn đã order. Là cũng có một cái tem sticker để dán nha. Dạ anh em thấy không? Bên đó gửi về gói rất là đơn giản. Đa số là gói đơn giản hơn. Dạ, một chiếc Zippo. Dưới dòng dưới thì nó ghi hai public regular. Còn tem đỏ 596 nha anh em. 596 quá là đẹp, còn mới. Chiếc hộp này trước đi tại vì em cắt theo cái đường bên kiểm tra, nó kiểm tra nó khui hàng thì nó sẽ dễ dàng hơn, nó nhanh hơn, chứ em cắt mà trong quá trình em cắt lâu quá cũng kỳ, cũng ngại với anh em. Hai ba đường là đây ạ. Một chiếc Zippo đời xưa, hộp giấy đời xưa nha anh em. Là gói rất là kỹ. Là cái này cũng y là lúc mua luôn ạ. Anh em nhìn nè. Còn nguyên luôn. Một chiếc Zippo xưa. Quá là đẹp. Chủ đề của nó là chủ đề hai mặt. Mặt sau thì là xe tải, xe chở cát. Mặt trước thì là một xe công trình nha anh em. Quá là đẹp, chủ đề hai mặt. Và chiếc này thì năm 1979. Ba gạch sắt là năm 1979 nha anh em. Để em zoom lại để anh em thấy mộc đáy nó rõ nét hơn. Rất là đẹp luôn. Một chiếc niêu quá là đẹp. Đẹp quá. Niêu cứng.
Rồi đây, nêu cứng nha anh em. Tại vì hôm nay thì em quay cái góc ánh sáng nó không có đủ sáng, anh em thông cảm giúp em nha. À, một chiếc nêu cứng năm 1979. Chốt tán thì còn xanh nhẹ. À, đây. Thanh Kiều vẽ cái mặt rất là vui. Một chiếc Jippo khắc chìm có chủ đề Jippo luôn. Một chiếc nêu quá là đẹp. Và 593 chính la mã là 593. Và đây em đang lấy đây, anh em nhìn kỹ nè. Quá là đẹp nha anh em. Rất là kỹ luôn, tờ giấy Jippo Brass Case. Dạ, tờ giấy này thì nó bị lộn nha anh em, nó sẽ đi qua chiếc Jippo Brass. Dạ, hàng về thì em anh em chốt cây này thì em cũng sẽ gửi kèm cái này luôn. Dạ, một cái hộp rất là nặng. Một chiếc hộp thiết. Thiết gì đây? À, đủ thứ luôn. À, hello eBay. À, một chiếc bà rát đồng thau về Select Trading. Dạ, chiếc này thì 595. Tại vì em quay ngược góc ánh sáng á, nó không có rõ, nó bị nhòe mất đi. Chiếc này đã qua sử dụng nha anh em. Một chiếc có chủ đề hay. Và chiếc này thì nó có một bộ sưu tập của nó gồm mấy chiếc luôn ạ. Và Jippo có chủ đề Smith & Wesson. Bộ sưu tập nó có mấy chiếc nha anh em. Và chiếc này thì năm 2000. Chiếc này cũng đã qua sử dụng ạ. Dạ, và và cái hộp này là cái hộp cuối cùng trong clip ngày hôm nay nha. Rồi, giấy nó rất là cũ kỹ. Một chiếc sọc dưa Eguntun. Một chiếc sọc dưa. À, đây là 536 gạch đứng là năm 1968 nha anh em. 6 gạch đứng là năm 1968. Một chiếc Jippo xưa. À, tại vì chiếc này thì xài lướt. Và nếu mà chiếc này xài lướt mà em vệ sinh lại thì nó gần giống như, nó giống như mới luôn nha anh em. Tại vì cái buồng đốt của nó đây ạ. À, có buồng đốt thì nó xước nhẹ nè. Một chiếc xài lướt nha. Và trước khi kết thúc clip này thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đam mê Jippo đã ghé thăm và ủng hộ kênh Bật Lửa Jippo Gò Vấp dưới ra của em nha. À, em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau ạ. À.